Dạ kênh Hoa Sứ Mỹ Nhân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình hai cây sứ ghép ha. Hai cây này củ già nha cô chú anh chị mình. Củ già rất là đẹp luôn nha. Cây này là con ghép ngọc chi nha cô chú anh chị mình. Ngọc chi hoa màu hồng, màu đỏ ba lớp ha cô chú anh chị mình nha. Màu đỏ, màu đỏ nhạt nhạt á, màu giống như màu hồng vậy. Nó ngọc chi hoa rất là bự luôn nha cô chú anh chị mình. Hoa ngọc chi nó bự lắm. Đó. À, cái này tược nó đang đâm lên nha cô chú anh chị mình. Đó. Củ rất là đẹp luôn, củ già quái ha. Củ đẹp lắm, cái này đang nằm chậu C10 nha cô chú anh chị mình. Con nhỏ ra không cho cô chú anh chị mình dễ nhìn cái củ ha. Đó. Củ rất là đẹp luôn. Cây này có 2 4 6 7 nhánh ha. 2 4 6 7 nhánh. Ngọc chi hoa màu đỏ nha cô chú anh chị mình nha. Cây này có chiều cao hơn 2 gang tay con ha, cao khoảng 40 mấy 50 ha cô chú anh chị mình. Củ rất là đẹp luôn nha. Đó. Củ khá là đẹp. Rồi, cây thứ hai. Củ già nha cô chú anh chị mình ha. Cây này có 2 4 5 nhánh. Đây mặt hoa cô chú anh chị mình ơi. Này hoa Vĩnh Lộc nha cô chú anh chị mình nha. Bông rất là đẹp luôn. Củ già cây nằm trong chậu 10 cô chú anh chị mình, hai cây này đều nằm chậu 10 hết. Củ già tại con nhỏ lên con thanh lý cho cô chú anh chị mình, hai cây này với giá là 300 ngàn nha cô chú anh chị mình nha. Củ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Dạ, clip của con đến đây đã hết, xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã lắng nghe hết video của con ha. Cô chú anh chị nào chưa có đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ con nha cô chú anh chị mình. Dạ con xin cảm ơn và chào cô chú anh chị mình nha.